mà đang ngủ anh ấy lại ngon men nào. Xong rồi cứ ôm ôm, xong là anh ấy trèo lên người em. Anh ấy hôn, xong em quay mặt đi, em không hôn. Anh ấy ôm em khoảng độ, cứ nằm lên người em khoảng độ tầm chơi hết được nửa bài hát thì anh ấy lại treo xuống. Xong rồi em vô tình em đậm đến quần của anh ấy, em thấy ướt ướt. Cảm ơn chị. Chào hai em. Chào anh chị. À, mà hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng ạ, lần đầu tiên cho phép em xin gửi tới chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, khán giả trong trường quay cũng như khán giả trên truyền hình lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Và em xin tự giới thiệu, em tên là Nông Thị Quỳnh Loan, em 30 tuổi, là cô giáo mầm non, quê em ở Lạng Sơn. Và hiện tại em đang sống ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và bây giờ là em đang là cô giáo dạy ở trong thành phố Hồ Chí Minh? Dạ không ạ, em dạy ở ngoài Bắc ạ, ở ngoài Hưng Yên ạ. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh là lập nghiệp luôn chưa? Qua Tết vừa rồi em vừa mới vào ạ. À, em vừa mới vào. Mới vào thôi, bây giờ là đang ở đây. Bây giờ đang ở đây ạ. À, chưa đi làm đúng không? Vâng ạ, bây giờ em đang làm theo chồng nghề của ông xã em. Rồi mời ông xã. Vâng, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Văn Long, em đến từ Hưng Yên và hiện tại em đang kinh doanh tự do. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 28 tuổi ạ. 28? Dạ. Còn đây là? 30. 30. 30? Vâng. Sao mặt trẻ dữ vậy? Mặt của vợ em trẻ lắm đó nha. Dạ. Có phải là lần đầu tiên em gặp cô gái này và em cứ tưởng là cô ấy là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, nhỏ tuổi mình rất nhiều và theo đuổi cô ấy đúng không? Ngày đầu tiên là vợ chồng em quen nhau là do một lần là mấy đứa rủ nhau đi bar. Cái anh ấy bảo là mẹ ơi tao có em này nhìn xinh lắm, gặp cái mê ngay. Xong rồi cũng cho xem ảnh trước. Cô bảo nhìn này bình thường nhìn cũng được được. Thế em có gặp ảnh không? Dạ em có ạ, nhưng mà buổi đầu tiên em gặp em không có ấn tượng gì nhiều đâu, bởi vì lúc đấy là đi cùng với các bạn của em nữa ấy. Thì trong số những người mà đi cùng thì em thấy mỗi anh này là xấu trai nhất. Đây em. Xong lại bụng bự nữa. Em chẳng có ấn tượng gì, em chỉ nhìn thấy mỗi lần như thế thôi, bởi vì mấy anh kia là cao to và đẹp trai đó. Rồi tình cảm của các em bắt đầu nảy nở khi nào? Sau một thời gian là 5 tháng sau, em làm một mình thì công việc nó nhiều quá. Em có đăng status lên Facebook và chụp ảnh cái phòng ngủ của em. Đó, đợt ý ở trọ ngoài Hà Nội, cần tuyển nhân viên nam, nuôi ăn ở, lương tháng 5 triệu. Thế là vợ em cũng vào, anh ơi cho em xin một chân. À lúc là làm gì? Em tuyển làm nhân viên, làm kế toán cho em thôi. Nhưng mà là em vào em comment là em trêu ảnh rồi đúng không? Vâng ạ, bởi vì lúc đấy em đang làm mầm non ấy, em cũng chỉ trêu anh ấy thôi. Tuyển nhân viên gì mà đăng một cái hình ảnh trong phòng, xong rồi giải cái chiếu hình trái tim, lại có viết chữ I love you. Đâu, lúc mình đi mua chiếu ấy thì cái chiếu trúc người ta gấp vào mình không để ý. Mình không biết. Mình đâu có biết đâu. Thì lúc về thì mở ra nó vậy mà. Rồi cuối cùng có nhận không? Có chứ anh. Anh ấy nhận luôn. Hôm ấy em tuyển xong cũng không làm việc gì đâu chị. Từ lúc tuyển xong đến giờ chưa làm được một cái gì chị ạ. Thì cứ chỉ đi ăn với đi chơi thôi. Thì mình tuyển là ở cùng, ăn cùng, ở cùng, thì hôm sau là ở cùng luôn. Thì ở nhà mình chẳng nhẽ mình không làm gì. Quý, cũng là lần đầu của em chị ạ. Em có thể chia sẻ cái lần đầu tiên đó. Vâng. Cái lần đầu tiên đấy thì em ngủ bên góc bên đằng này, chiếu bằng này, anh ngủ góc bên đằng, chiếu bên đằng kia. Xong rồi đang ngủ anh ấy lại mon men vào. Xong rồi cứ ôm ôm, xong là anh ấy trèo lên người em. Anh ấy hôn, xong em quay mặt đi, em không hôn. Anh ấy ôm em khoảng độ, cứ nằm lên người em khoảng độ tầm chơi hết được nửa bài hát thì anh ấy lại treo xuống. Xong rồi em vô tình em đậm đến quần của anh ấy, em thấy ướt ướt. Lần đầu người ta, lần đầu ai chả thế. Em mới nghĩ mà là cái gì đàn ông kiểu gì mà chưa đi chợ mà đã hết tiền thế này. Xong đến khoảng mấy ngày, gần một tuần sau cơ ấy, thì anh ấy mới bắt đầu là mon men lần thứ hai. Mon men lại. Đến lần thứ hai thì nói chung là cũng hát được một bài hát. Thế bây giờ thì được bao nhiêu bài hát rồi? Vẫn một thôi chứ làm gì lâu đâu chị. Bây giờ bài lại kiểu bài liên khúc rồi, gồm hai bài. Đấy, liên khúc. Như vậy là các em chính thức ở với nhau và cùng xây dựng công ty. Vậy thì em có góp một phần vốn nào với công ty anh không? Đầu tiên thì anh ấy bảo làm, xong là em ơi, em đầu tư vào đây này. Thì mỗi một tháng em sẽ được 50% cái số tiền em đầu tư. Ôi em tưởng thật, em cũng đầu tư vào luôn. Xong là đến tháng em thấy chẳng thấy dậy việc, đến tháng cũng không thấy tiền đâu. Xong em mới hỏi, ôi thì anh ơi, thì cứ tiền em đầu tư đâu rồi? Anh bảo là hết rồi, mất hết rồi. Là lý do gì? Công ty nói chung là cũng lỗ anh ạ.
Lúc đấy là một tháng đấy em ở đấy lúc cũng có tình cảm, cũng yêu rồi, thích rồi. Xong anh mà mất tiền thì em bảo là thôi mất rồi, coi như là của đi thay người. Đã thế thì mình cứ ở đây cho anh ấy nuôi béo đi. Bởi vì lúc đấy là em rất là gầy. 3 tháng em ở cùng thôi, em bảo là chết rồi, ở như thế này thì lại không có tiền, mình chẳng có tiền tiêu gì cả. Em đi xin lại việc mầm non của em khoảng độ tầm 1 tháng thì anh ấy gọi điện. Em ơi, nói chuyện với mẹ anh nhá. Xong rồi mẹ anh gọi điện bảo là bác đi xem ngày rồi, tới này gia đình bác lên nhá. Báo thêm lời anh ấy để cho mẹ anh gọi điện nói chuyện với em luôn. Và kiểu như phụ huynh thì mình không dám từ chối hay ý kiến gì cả. Rồi em đồng ý luôn. Thế là kiểu như phụ huynh lên rồi thì là em cũng bảo thì thôi cưới. Không đưa đúng cho rồi. Phụ huynh gọi điện như vậy là chơi quá cao cơ. Vậy là được mấy năm rồi ta? Được 2 năm 4 tháng. Rồi bây giờ là 2 năm 4 tháng ở với nhau. Bây giờ các tật xấu của anh ấy là bộc lộ ra hết. Cái tật xấu của nhà em ấy thì là lúc yêu ấy thì anh ấy không bộc lộ ra mấy đâu. Tất cả là em cảm giác nó đều hoàn mỹ hết. Xong đến lúc lấy về rồi, ui dồi ôi, anh ấy mới bắt đầu là ở rất là bề bộn. Quần áo là mặc xong là cứ vứt ở trên giường ấy, không thèm cất vào. Xong lại bảo ấy, cất đề, kiểu như ra lệnh ấy. Cả tật anh hay quên lắm. Vừa cầm điện thoại alo nhắn tin xong cái đặt xuống cái lại quên. Ôi em ơi, điện thoại của anh đi đâu mất rồi. Xong rồi cả cái nhẫn cưới nữa, nhẫn cưới anh cũng không biết là anh tháo ra anh ấy để đâu. Bây giờ nhẫn cưới đâu? Bây giờ có nhẫn cưới chỉ có em có, anh ấy không có. Ôi hay. Em bị rơi mất. Hôm đi làm nó nỏng quá, đi nó rơi mất. Thế còn có lăng nhăng với cô nào khác ngoài vợ không? Dạ lúc em mới lấy về được khoảng 2 tháng ấy thì em mới tình cờ em phát hiện ra cái cô bạn gái cũ của anh ấy nhắn tin bảo là anh nhớ em lắm, chúng mình làm lại từ đầu em nhé. Xong là em cũng buồn lắm. Xong em bảo là ừ thế nếu mà hai người mà cảm thấy đến được với nhau mà vẫn còn yêu nhau như thế thì chị sẽ cưới vợ hai cho anh Long. Em bảo như vậy á. Xong là thế là em cũng không nói chuyện với cô ấy nữa. Thế là tắt đi, anh ấy thấy em khóc. Xong anh mới vào, anh bảo làm sao. Ui dồi anh á, anh chỉ ngọt ngào với cái cô đấy để anh đòi tiền thôi. Trời ơi chứ thì thôi là tiền anh mà anh phải đi nói là anh nhớ em lắm, chúng mình làm lại từ đầu á. Dạ bảo ừ thì anh mật ngọt mà để đòi tiền. Rồi bây giờ cái chuyện đó đã giải quyết xong hết chưa? Nói chuyện nào xong từ hôm ấy rồi anh. Xong từ hôm đấy rồi. Bây giờ các em là đã có em bé chưa? Em chưa. Dạ, em chưa. Cái chuyện ấy có bình thường không? Có một đợt thì lấy về xong thì em đi ra Hà Nội em làm, thì em cứ làm từ thứ hai đến thứ sáu em về, tuần chỉ được 1-2 lần thôi anh ạ. Mình vẫn mải làm việc quá, cũng không ở nhà chăm sóc vợ được nhiều. Nhưng mà chồng em là thường xuyên đi công tác không? Ngày trước có. Thì cũng hay đi lắm. Đi xa như vậy em có sợ không? Em có ghen không? Em không ạ, cái vấn đề để em lại rất là không sợ ấy. Bởi vì với vợ thì anh ấy còn chưa cảm thấy là cho vợ được cảm giác thì làm sao mà yêu được cô nào. Mà cô nào mà có yêu chắc yêu anh ấy vì tiền. Mà anh ấy cứ cô nào mà yêu vì tiền là 1-2 hôm là anh biết là anh nách luôn. Rồi bây giờ tới vợ em Long. Vợ em có thật xấu gì không? Vợ em à? Mỗi lần đi chơi là em cứ phải chậm với bạn bè khoảng nửa tiếng anh ạ. Xong rồi khi tức giận lên thì mày chả quan tâm gì đến tao cả. Nhưng mà lúc vợ mày tao mình có bị tổn thương tủi thân không? Cũng hơi tổn thương nhưng mình thấy mình sai thật. Hôm ý 14 tháng 12 năm trước là em có mặc bộ vest đi ăn uống với bạn bè. Vợ em ấy cứ tưởng là mặc vest đi chơi với cô nào. Ăn uống với bạn bè xong thì điện thoại hết pin. Thế là đến 2-3 giờ sáng em về mở cửa thấy. Nói là mày chả quan tâm gì đến tao. Xong rồi nằm thủ thỉ khóc ấy. Em cứ phải ôm xong rồi em xoa dỗ xoa lưng. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em thì trang điểm nó nhanh lên một xíu. Cái việc gì mà cỗ bàn quan trọng mình là nhân vật chính, mình hẳn trang điểm thật lâu. Còn đâu bình thường trang điểm bình thường. Còn những cái lúc nóng giận như thế thì suy nghĩ thì không nói như vậy nữa. Mình cũng thấy tổn thương. Thế còn em sao? Em muốn chồng em thay đổi gì? Dạ, em muốn chồng em thay đổi đó là biết hiểu và cảm nhận của vợ nhiều hơn. Ở gọn gàng sạch sẽ hơn ý. Mấy cả đàn ông ấy, mình phải nói thì phải làm được. Nhất ngôn thì phải cửu đỉnh. Nhưng anh ấy cứ nói xong anh để đấy. Mấy cả em muốn anh ấy biết tự chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Cứ vì anh ấy đi đâu hay làm gì, đi bơi cái gì em đi lấy cho anh đi. Anh ấy không có làm một cái việc gì hết ấy. Cứ cái gì cũng bảo em đi lấy cho anh đi. Bây giờ hỏi nè, em là 28 rồi. Dạ. Em là 30 rồi. Dạ. Là bây giờ em phải có con rồi đó, chứ không có chờ được nữa đâu. Dạ vâng. Đó, hai vợ chồng bây giờ là quy về một mối rồi. Thì bây giờ á, cả hai vợ chồng phải cùng nhau hợp sức để mà có con. Đầu tiên là về ăn uống nè, ăn uống làm sao để cho năng suất làm việc nó phải gấp đôi gấp ba, chị nói ví dụ vậy. Vâng. Chị nói ví dụ vậy nha. Rồi cái thứ hai nữa là còn nhiều thứ lắm, về tư thế, về kiểu như là kiểu dáng hay như thế nào đó để mà dễ có con nhất. Em hiểu không? Cái đó phải có tư vấn bác sĩ nha.
có tư vấn bác sĩ đó. Phải vâng, đang định thứ hai đi đây chị. Phải có tư vấn không thiệt, cái đó là nghiêm túc luôn á. Tại bây giờ là phải tập trung cho cái chuyện mà chúng ta chuẩn bị đón thành viên mới. Nha. Vâng. Với lại em phải chúc. Nếu mà chúc thì cũng được, nhưng mà anh chỉ khuyên một điều, nếu mà xong chương trình, tại vì em có một cái lỗi là mấn chiếc nhẫn. À, thấy tôi không? Mà chưa bao giờ chẳng bao giờ cầu hôn. Sau chương trình này là chúng ta nên đi đến một cái tiệm gì đó chuẩn bị lại chiếc nhẫn nghe. Thì rồi. Thì hôm qua em cũng có mua một đôi nhẫn. Thì hôm nay em xin trao lại cho đôi chị xem nào. Giống dạ. Không? Giống không? Ôi, em mua lại một đôi mới. Dạ. Chưa cầu hôn thì phải cầu hôn, chưa đeo nhẫn thì phải đeo nhẫn, đúng không em? Ừ, đúng rồi. Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh vợ, thành công của anh là được thấy em hạnh phúc, làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Làm vợ anh nhé. Vừa tay không? Đàn ông. Có. Rồi. Ôi hay quá, không có được làm mất nữa nha. Rồi anh chúc cho vợ chồng của Long nha, sau chương trình này về các bạn sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Bà. Đặc biệt là đầu năm sau các bạn sẽ đón chào một thành viên thứ ba xuất hiện. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị ạ.